Đồ gỗ Đức Hiền xin chào bạn Tiến Dũng nhé. Lúc này đang là buổi chiều ngày 12 tháng 8 năm 2023. Và theo yêu cầu của bạn là đây là chiếc xe Phượng Hoàng Nam này. Để quay cho bạn xem và đặc biệt là nhất là các cái tem mác nhé. Bắt đầu từ cái mác hậu này. Đây này. Mác hậu Phượng Hoàng này. Đấy. Ở cái ấy cũng nó rất nhiều chi tiết, nó có mác chìm. Đấy, cái này nó đây có chữ Phoenix. Đấy. Đây mình đá này. Rồi thì ở các cái máy ơ có nhá. Rồi đây nó có cái tem chống hàng giả này. Đấy. Rồi thì đây này, ở khung này. Ở khung là chữ này của nó là chữ Phượng Hoàng, Phong Hoàng ở chính giữa nhá. Đây. Còn thì đây bên cạnh nó phiên âm này, Phong này, cái này Hoàng này. Đấy. Đây gọi là trên này, trên tem trên này. Em trên này cũng thế này, hai chữ Phượng Hoàng là chữ Hán này, xong đến chữ phiên âm này Phương Hoàng, mình nói tiếng Trung mà. Đây này, em ở cái khung, em ở khung giữa này. Đấy, xong là tem ở phía trước này, ở phía trước thì nó là cái tem dập nổi nhá, trông gần giống Quốc Huy ấy, trông khiếp lắm. Đấy, thế còn ở trên cái ấy này, trên ghi đông nó cũng có cái hình cái con phượng này. Thế xong là bốn chữ Trung Quốc đấy, nhớ là Trung của Sang Hải, tức là Trung Quốc Thượng Hải nhé. Đấy, bốn chữ này. Đấy, đại ý như vậy nhá. Các bạn xem là đây là tem mác anh dễ.